dẹp tòa, dẹp luôn cả những cấp trên giật dây tòa. Ấy là tôi muốn nói đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như mà tòa đang xử, cứ lúng túng như gà mắc tóc trong việc xác định ai phải đền số tiền lừa đảo của khách hàng. Huyền Như đền hay Việt Tin Banh đền, tòa có vẻ muốn làm theo chỉ đạo của nhà nước, bảo vệ cho nhà băng nhà nước nên lý sự bảo rằng khách hàng tham lam, hám lời, mắc mưu của Huyền Như thì khách hàng dáng chịu, chứ ngân hàng vô can trong vụ này. Thế tôi hỏi, mụ Huyền Như có phải cán bộ có cỡ của ngân hàng Việt Tin Banh không? Một phó trưởng phòng quản lý rủi ro Việt Tin Banh chi nhánh TPSCM không? Hay nó chỉ là đứa cha vơ chú báo? Huyền Như hằng ngày có ngồi làm việc, lãnh đạo chỉ đạo này nọ ở trụ sở Việt Tin Banh không? Hay chỉ là con mụ lê la đầu đường xó chợ? Mọi giấy tờ được coi là lừa đảo của Huyền Như có phải là giấy lộn xé ra từ tập học trò, ghi bằng viết tay kiểu chơi hụi không? Hay là đều dùng các loại chứng từ hóa đơn hợp pháp của Việt Tin Banh, ngân hàng nhà nước cũng như Việt Tin Banh có cấm mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức đem tiền tới gửi ở Việt Tin Banh để lấy lời không? Hay là khách hàng ẩu tả tự chui đầu vào thòng lọng? Hãy trả lời những câu hỏi đó, rồi tòa hãy xù tiền của khách hàng. Lão Ma Đốc bảo, con mụ Huyền Như ấy, ai cũng biết nó phạm tội tham ô chứ không phải lừa đảo. Nếu xử nó tội tham ô mà những hơn 4.000 tỷ đồng thì nó phải bị tử hình. Nó mà chịu án tử sẽ khai tùng lum khép nó vào tội lừa đảo, khung hình phạt cao nhất chỉ có chung thân. Tòa án vừa cứu được ngân hàng nhà nước khỏi bị đền tiền, vừa bịt mồm Huyền Như bằng cái ơn tha mạng, bắt nó đền cho khách, nó còn cái sao mà đền. Cuối cùng chỉ khách hàng chịu thiệt.